mừng quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh bất động sản cường lên nhà bè và hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà phố vị trí khu dân cư đời sinh đường đào tông nguyên khu phố bãi thị trấn nhà bè đường nội bộ 6 m xe hơi thông hai chiều và căn nhà này được thiết kế theo mẫu tăng cổ điển và kết hợp với nội thất hiện đại cao cấp và vị trí nằm góc hai mặt tiền thông thoáng có diện tích chiều ngang 5m2 dài cho 14 xây dựng một trệt, hai lào, sân thượng trước sau, một phòng thờ, bốn phòng ngủ và năm toilet. Và đây là những góc cạnh của căn góc này, rất là đẹp nha quý anh chị, em sẽ quay từng chi tiết. Bên mặt tiền bên uh, góc phụ này thì cũng được uh, thiết kế những phù điêu, những ô cửa sổ rất là nhiều nha quý anh chị, rất là đẹp luôn nha. Và dưới thì có thiết kế một bồn hoa. Đó, rất là đẹp, nằm trong khu dân cư biệt lập văn minh và rất là an ninh nha quý anh chị. Xe hơi thì đạo được trong nhà. Phần bên cửa phụ, đây là cửa hai cánh, cửa thép được cắt CNC, rất là đẹp nha quý anh chị. Và bên phần cửa chính của chúng ta thì được làm hai lớp cửa, một lớp cửa cúng tự động và lớp bên ngoài là cửa bốn cánh, cửa thép cũng được cắt CNC rất là đẹp nha quý anh chị. Mặt tiền thì ốp đá hoa cương. Rất là chắc chắn. Và đây là khu vực phần sân trước Quý anh chị có thể đạo được một chiếc xe hơi bãi chỗ Và thêm rất là nhiều xe máy nha quý anh chị Căn nhà này vừa mới xây dựng mới 100% Đó, Như quý anh chị đã thấy nhà thì chủ đầu tư đổ làm bốn cây cột trống Rất là chắc chắn luôn nha Đây là phần bên hông này thì mình có thể đạo xe máy nha Sau khu vực uh, gara xe hơi thì uh, khu vực phòng khách của chúng ta ở khu vực phòng khách thì uh, được vào sẵn như bộ sofa cao cấp và tivi và hệ tủ tivi được thiết kế ngay dưới dạ cầu thang. Thì căn nhà này mặt tiền được thiết kế theo kiến trúc tăng cổ điển và bên trong nội thất kết hợp nội thất hiện đại cao cấp. Và phía sau bên bộ sofa chúng ta phía trên thì chủ đầu tư làm những cái khung cái nhôm kiến cường lực rất là thoáng nha quý anh chị. Nó căn nhà của chúng ta luôn lấy được ánh sáng và gió trời và cái nhà này nằm hướng chính là hướng Tây Nam, thích hợp cho quý anh chị hướng Tây Tứ Trạch. Rồi, chúng ta cùng nhìn lại khu vực phòng khách và khu vực phần sân trước đạo sơi rất là rộng rãi nha quý anh chị. Liền kề là khu vực bếp thì có một bộ bàn ăn 6 ghế ngồi, nó rất là rộng rãi luôn. Và tủ kệ bếp ADF chấm ẩm mới 1 rất là tốt được phun lên một lớp acid bóng kính, đã vào sẵn cho mình như một tủ đựng gạo và tủ lạnh side by side hai cánh tủ kệ bếp rất là nhiều ngăn và sau cùng là phần giếng trời ở nhà mình căn góc thì phía sau này có một cái cửa hào phía sau này nha quý anh chị nó cửa thép phía sau nó phần giếng trời thì mình là ánh sáng cho toàn thể khu vực cả tầng trời và gió trời và có thiết kế một toilet nằm ngay cuối cùng này nha quý anh chị quý anh chị khách hàng đang xem kênh bất động sản cần lên nhà bay thì vui lòng đăng ký kênh giúp em nha và xem cố gắng xem đến cuối video clip này cầu thang của chúng ta và đây là hành lang để đi vào các phòng ngủ tầng 1 thì thiệt được thiết kế hai phòng ngủ và mỗi phòng đều có toilet riêng biệt riêng căn phòng đầu tiên này thì thiết kế rất là nhiều cửa sổ và cửa ban công rất là thoáng nha quý anh chị chủ đầu tư cũng đã vào sẵn một uh, tủ quần áo rất là rộng luôn nha phòng này có khoảng ban công rất là rộng và dài nha quý anh chị rồi xin mời quý anh chị ra khu vực ban công đó, khu vực bằng công rất là rộng và dài, xung quanh là nhà cao tầng nha quý anh chị. khu này là khu biệt lập, Đó, đường nội bộ thì 6 mét, thông nhau dạng bằng cơ. căn nhà giới thiệu đến với anh chị là vị trí nằm căn góc rất là thông thoáng luôn nha. rồi và trong uh, toilet rất là rộng nha quý anh chị. có thiết kế bồn tắm đứng vách ngang kiến cường lực, Đó, các thiết bị rất là cao cấp nha, kiến sôi cầm ứng luôn và xung quanh vết tường của chúng ta thì được chủ đầu tư úp gạch phân đá nhìn rất là sang nha quý anh chị lên đụng trần luôn nha căn nhà thiết kế rất là đẹp và phòng ngủ phía sau ở phòng ngủ phía sau này thì uh, cũng vào sẵn một uh, tủ quần áo rất là lớn và có thiết kế cửa sổ bên hông thì như quý anh chị cũng đã nhìn thấy mặt tiền của căn nhà từ phần mặt tiền phụ và mặt tiền chính thì căn nhà này thiết kế rất là nhiều cửa sổ và cửa ban công rất là thoáng nhau quý anh chị rồi và toilet cũng được sử dụng riêng nha Cũng thiết kế bồn tắm đứng luôn nha quý anh chị Đó căn nhà này chủ đầu tư đang chào với mức giá bán ở thị trường là 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng nha quý anh chị. 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ có hỗ trợ vay ngân hàng và mua bán sang tên nhanh. Thì với cái mức giá 7 tỷ 300 triệu này thì quý anh chị có thể gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Và căn nhà này phun tặng một số nội thất nha quý anh chị. Quý anh chị vui lòng đăng ký kênh giúp em nha, đăng ký kênh bất Động Sản Cường Lên Nhà bài để tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới tại khu vực Nhà Bày. Và quý anh chị vui lòng truy cập website bất Động Sản Cường Lên.com Và quý anh chị đến xem căn nhà này thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại có ghém trên màn hình 0937 889 880. Em sẽ là người dẫn anh chị đến xem thực tế căn nhà này. Và còn rất nhiều sản phẩm trong uh, khu vực uh, khu dân cư uh, đời sinh uh, này nha. Đó, đây là khu vực phòng thờ và có một cửa giếng trời Đó, để lấy ánh sáng vào toàn thể căn nhà nha quý anh chị. và em nhắc lại vị trí căn nhà này góc hai mặt tiền, đường 6m, khu dân cư biệt lập, khu dân cư đờ sinh, đường đào tông Nguyên, khu phố bãi thị trấn nhà bè. Tiện ích xung quanh này đủ và căn nhà nằm trong khu nhà cao tầng đồng bộ. Đó, xe hơi ô tô thì đạo được trong nhà. Mặt tiền căn nhà thì thiết kế theo tăng cổ điển và nội thất hiện đại cao cấp. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã cùng em theo dõi đến cuối video clip này.